Chào mừng các bạn đi thưởng ngoạn chợ hoa sung thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúng ta vừa qua cái cổng, bắt đầu qua cái cầu, bắt đầu vào chính á. Nhà ở Thuận An này đặc biệt là các cái nhà mặt tiền đều có thể kinh doanh, tết đó là kinh doanh. Ở đâu cũng vậy thôi, với cả nhà mặt tiền. Trời đang về chiều, rất là mát mẻ. Địa phận phường An Thạnh. Mai à. Đẹp ghê. Đẹp ghê. Đó. Chào xuân. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với ca sĩ Huỳnh Phi. Qua đây phường Hưng Định, là phường An Thạnh và phường Hưng Định. Mà
hoa trái thiêu Thuận An ngày giáp Tết. Lung linh màu vàng, vàng đỏ chốt, đỏ rực. Hoa quá trời ở đâu hoa. Đến đây cũng còn. Thôi tới chỗ này còn quay lại được à? Tập trung bên phải, bây giờ bên trái, bây giờ mình đi lại ngược hướng này, tập trung qua bên hướng khác. Nhiêu chậu à? 75.000, cứ mua một cặp em bớt cho Các bạn ở đây có một mùa năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Một ca khúc tiếp theo, một ca khúc
không kém phần sôi động. Hứa hẹn đêm nay sẽ bùng cháy. Bài hát được mang tên Liên Khúc Ôi Tình Yêu, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Kính chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng. Vườn hoa hôm nay sổ rẻ 50-50 nghìn đồng giá. Đồng giá 50-50 nghìn. 50-50 nghìn đồng giá. Ở trong vườn hoa rộng quá trời luôn. Sau phía dưới rồi. Ở chợ hoa Lái Thiêu Thuận An nó nhộn nhịp hơn ở chợ hoa Thủ Dầu Một quá. Nhiều hơn, bán dọc đường. Cúc thì 70 còn sắp đợi 100. Cúc còn